xin chào mừng hai đội chơi, chúng ta đã có mặt tại vòng thi thứ hai với những trò chơi vận động rất là vui và thú vị với tên gọi Ai Nhanh Hơn. Và trong vòng này thì chúng ta đến với một trò chơi cũng khá là quen thuộc với thứ năm vui nhộn. Chúng ta sẽ có hai cái bạch mức khác nhau, tại vì các bé sẽ nhỏ hơn, thấp bé hơn sẽ được ưu tiên là mình đứng tại hai cái bục này. Đó, mình đứng hai cái bục này, mình ném sao bật quả bóng này vào cái ly bên trong. Trong vòng 2 phút, đội nào làm cho những chiếc ly này có nhiều bóng hơn đó là đội chiến thắng. Chiến thắng trong vòng này được một cái quyền ưu tiên, đó chính là quyền nhân đôi số điểm ở một câu hỏi ở vòng thứ 3 dành cho đội chiến thắng, và đặc biệt là cộng thêm 20 điểm cộng nữa. Còn đội về nhì ở trong cái vòng này sẽ nhận được 15 điểm nha. Và bây giờ thì không biết đội nào sẽ thích chơi cái trò này trước ta? Dạ chú, hay là mình cho quán từ từ đi. Đúng rồi, quán từ từ đi. Con đại diện quán cho thế giờ rồi, người không có ra cái giếng được nha. Người thua đi trước. Ok, thua đi trước. Rồi, một, hai, ra nào. Một, hai, ba. Xin mời đội khách. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lượt chơi của đội khách. Đội khách sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô đi con ơi. Vô đi. Cố lên. Cố lên. Mạnh lên chút nữa nè. Cố lên. Đúng rồi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố chú. Cố lên. Ba trái luôn khoa. Một nùi. Ây da, sao nó không vô vậy ta? Sao khó dữ vậy ta? Không biết. Nó dội vô với dứt tường á. Ủa, nhưng mà có nghĩa là mình được ném vậy không? Hay là phải cho nó bật tiếp vô? Phải bật. Bắt buộc là phải bật nha. Cố chú. Cố lên. Tức nó bật vô cái tường đen rồi. Ê, vô rồi. Một trái rồi, mừng quá. Vẫn có thể, cố lên. Canh lực nè. Ê, hai trái rồi, mừng hai quá trái rồi. Ba trái, một ly rồi. Wow, có vẻ cái ly đó. Wow, cái nè. Ly đó, trời ơi, quá vậy rồi. Trời ơi, trời, trời ơi. Cha bây giờ hết bóng rồi, gom ở đây đỡ. Em quăng cái gì lộn cho, em quăng cái gì lộn cho. Còn 1 phút nữa. Ê, vô nữa rồi kìa. Ê, chị quăng chứ em đi. Trao cho Bảo lụm. Ê, vô nữa rồi kìa. Còn 45 giây. Trời ơi, mấy bé ra phụ luôn. Trời rồi. Trời ơi, cảm ơn tụi con. Cảm ơn tụi con nha. Quá, vô nữa rồi. Mừng quá ơi. Vô nữa rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn tụi con nha. Trời ơi, chút nữa con chú sẽ lụm lại cho tụi con. Trời ơi trời. Được đối thủ mà hỗ trợ nhiệt tình quá nè. Dễ thương vậy đội. 15 giây nữa nè. Cảm ơn con. Cố lên nè. Vô nữa rồi kìa. Wow, có 4 ly rất là đầy bóng rồi. 10. 5 4 3 2 1 hết giờ. Trời ơi, cú ném cuối cùng của Đăng Khoa, ném 3 trái vô 2 trái luôn nha. Và bây giờ chúng ta thử xem sau 2 phút đội khách mang về bao nhiêu quả bóng rớt vào những chiếc ly nha. Đây, ở đầu tiên là 1 nè, 2 nè, 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 quả bóng. Chúc mừng. Wow. Wow, cũng là một cái số lượng bóng cao khá ha. Tất cả là nhờ Khoa hết. Xin được chúc mừng đội người lớn. Chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện và thể hiện của đội nhà. Xin mời tụi con. Và bây giờ chúng ta đến với lượt chơi của đội nhà. Tụi con sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Cố lên nha. Giờ là mỗi người có cái rổ banh riêng luôn. Cố lên. Ba, 3, 2, một, bắt đầu. Vô, gán lên tụi con thôi. Khang ơi, ném đây để chúng gom này cho. Đúng rồi. Trời ơi, quá trời rồi. Bật xuống mặt bàn nè, bật xuống bàn. Đúng rồi, chính xác vô. Ô, một trái rồi, hay quá Minh Hằng ơi. Đây nè Minh Hằng, cho con nè Minh Hằng. Bật xuống mặt bàn nè con. Trời ơi, mạnh quá nó văng ra đó. Đừng ném mạnh quá, ném nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Nhẹ lại cho nó tự mạnh quá, nó văng vô tường, nó văng ra đó. Rồi, vô một trái nữa rồi kìa. Ôi, trời, tiếc quá. Nhẹ thôi. Rồi, vừa phải thôi. Cảm giác rồi. Đó. Bắt đầu con. Nhiều đây chắc con không có chọi hết đâu. Chú tỏi lụm nữa. Ok. Rồi, nhẹ thôi nha. Khăn ơi, khăn ném vô mặt bàn đó con. Đúng rồi. Đúng rồi. Từ từ lại. Tưng lên cho mấy dễ vô. Đó. Rồi. Đúng rồi, mình canh chỉnh cái cảm giác của mình lại. Đúng rồi, hay quá. Không, con nhẹ hay nhẹ quá. Nó vô đúng rồi, dễ thả, hơn. Đúng rồi, cứ thả cho nó. Cố lên, Minh Khang bình tĩnh cho nó nhẹ lại con. Đúng, đúng rồi, rồi trời ơi. Đúng rồi, 10 giây cuối cùng. Hãy bắt trước chú đi, hãy lần 5 trái. Đúng rồi, có thấy không, vậy mà vô. 4, 3, 2, 1, hết giờ. Dừng lại. Và chúng ta cũng nhận được khá banh ở trong ly ha. Giờ mình đếm nè. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và... 16 cả ba, wow. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô chú thắng. Cảm ơn con. Chúc mừng hai cô chú thắng. Rồi, mời hai đội về vị trí nha. Vậy là chúng ta đã kết thúc vòng thi thứ hai với tên gọi ai nhanh hơn. Và kết quả cũng đã rõ, với 18 quả banh, hơn có 2 quả banh của đội nhà thôi, thì đội khách của chúng ta đã là đội chiến thắng trong vòng này. Xin được chúc mừng, các bạn nhận được 20 điểm. Cùng thêm với đó là một cái quyền ưu tiên mà các bạn đã nói là được nhân đôi số điểm ở một câu hỏi cho vòng thi đặc biệt, vòng thi thứ ba của chúng ta. Chút xíu nữa chúng ta sẽ nhận quà nhé. Và tụi con cũng rất là giỏi, hơi cái may mắn hơn xíu thôi, thua có 2 trái à, nhưng mà tụi con vẫn nhận được 15 điểm, chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi quyết định của ngày hôm nay để xem đội nào sẽ trở thành đội chiến thắng nhé. Hãy cùng đến ngay với vòng thi nhanh trí